Thảo chưa vô cái góc đào á, quay cho đẹp. Táo tàu này chừng 1,5 tháng nữa chín. Chào cô chú anh chị và các em. Thảo với ông xã đi hái trái cây. Ra vườn hái trái cây chung với vợ chồng Thảo nha. Ông xã hái lá xong. Kiwi á, ngọt lắm á. Kiwi mà ngọt lắm. Có cây chuối kìa ông xã. Thấy không? Cây chuối á, hai cây chuối sống rồi đó. Ở miền Nam Cali á, của cái cô quen cho. Chuối sim. Cái vàng lá sâm nó nghiêng nghiêng rồi. Anh xã đang hái lá sâm dưới gốc cây táo tàu. Táo tàu bữa nay trái nhiều lắm. Hái lá sâm dò cho gia đình uống. Lá sâm uống mát lắm. Giống như bữa nào Thảo thấy Thảo nổi mụn á. Dò uống cái mụn lặn nè. Từng dò chừng 2 lần là được. Nhà Thảo không có dò, bỏ vô máy xay. Thảo có video xay lá sâm á, mình xay để cho đừng có bọt, với lại dẻo á, dai á thì bỏ mấy giọt chanh với lại một muỗng cà phê, dầu ô liu. Dai lắm. Thường á cây lá sâm này á không có ra hạt nên cô chú anh chị và các em xin Thảo không có cho. Tại vì không thấy cái hạt nào hết. Dăm cành cũng được mà lúc này Thảo hơi mệt á. Thảo ít dăm cành. Nên thông cảm cô chú anh chị và các em xin Thảo không có để cho. Đây là táo tàu. Chuẩn bị có táo tàu ăn rồi cô chú anh chị và các em ơi. Táo tàu này chừng 1,5 tháng nữa chín. Giờ mình hái trái mận nha. Lum. Trái này á ăn rất là nhiễm trùng. Ở trong chợ á người ta có sấy khô á bán. Trái này ở đây bán rẻ. Hái vài trái ăn. Thảo đi vòng vòng vườn thấy có cái rổ nhỏ nè, thấy cưng lắm. Chùm này nhiều không? Chùm này nhiều không? Này hái mấy bữa chín à? Đứng vỏ rồi. Cái vỏ này dễ thương ha, giống đồ chơi vậy đó. Cái này Thảo phải bắt ghế lên hái á, cao quá. Trái trên kia chín nè à. Cao à, hơi bị cao. Ôi, rụng hả? Trái lum Thảo rửa sạch lắm. Gia đình nó chua mà Thảo ăn Thảo thấy ngon, ngọt ngọt chua chua. Cây lum này Thảo ăn thường không có thấy hột. Ừ.
không thấy hột. Mời cô chú, anh chị và các em ăn mận. Có cái hộp nhỏ. Ông xã ăn không? Ông xã nó chua. Cái vỏ chua. Nhưng mà mình trồng á, mình rửa cái vỏ mình ăn luôn, tốt sức khỏe. Nhiều vitamin C. Cái hộp có chút xíu à. Ngọt mà đâu chua đâu. Vô hả? Chưa, mới chậm mà. Không, cái măng cầu nó vàng vậy đó. Măng cầu nó vàng vậy mà. Cái lá vậy chứ đâu phải là chết. Ông xã nói chết rồi. Cây măng cầu lá nó hơi xanh lợt vậy đó. Chị, mấy cái cây lạ lạ ông xã ít trồng. Cây mãng cầu á, bạn chỉ á, kêu thảo chấm mà ra bông như vậy cái héo rồi, không biết đậu không nữa. Thấy giống vậy nè, giờ có mấy bông mới nè. Cây mãng cầu này trồng mấy năm rồi, cao khoảng mét. Năm nay bông cũng kha khá. Mãng cầu ở đây khó trồng lắm, chăm sóc dữ lắm. Mùa đông á, phải đem vô hiên để xuống đất rồi thì phải chăm sóc, tới mùa đông cũng lấy cái bạc á che lại. Ông xã, năm nay hồng á trái ít nhưng mà trái to lắm ông xã. Hái được hai rổ rồi. Năm nay cây sung này không có trái ông xã ơi. Cây sung đỏ nè. Ông xã hôm ông xã nhắc cái thang vô luôn giùm bà xã. Cái cây mận á ở gần cái cây hồng. Cây hồng mềm và cây hồng giòn nằm hai bên, cây mận nằm chính giữa. Ông xã đang leo lên. Hái trái chín thôi. Trời ơi, có chùm ở trên kia kìa ông xã. Đứng lên cao tuốt bên kia có chùm bự lắm. Nó trên cao á. Trên cao tuốt ở trên cao á. Nắng quá ha. Chiều 7 giờ rưỡi rồi mà còn nắng. Ông xã hái trên cao cái bự á. Nhắc cái thang vô giùm má mi luôn. À, cảm ơn. Chỉ Thảo hái xong rồi sai vậy. Tại ông khỏe cho ông làm. Cảm ơn anh xã. Hái được mấy chùm dưới thấp thôi. Còn cái này trên cao khoảng 5 mét nè. Cái này phải có cái lồng hái mới được. Lúc có cơ trong gió chiều. Trời ơi, xã với nè. Trái đào nay chín rồi. Mà cái này vừa chín tới nè, ăn giòn giòn ngon lắm. Trời ơi, một chùm luôn. Nhiều quá trời ha. Đứt trong lá. Thảo chui vô cái gốc đào á, quay cho đẹp. Đào này là đào tiên á. Trái to lắm, ngon lắm, giòn ngọt nữa. Cái này là bảo đảm cô chú anh chị và các em mê luôn á. Khi mà mình trồng rau á thì mình ở đây á có nhiều cái rau á trồng trong nước á, cái mình lấy cái chậu cái cột cái bịch lên vậy nè, đang giữ ẩm á, thì lúc đầu mới trồng á rau lên dữ lắm luôn. Thì mới trồng rau. Cái này là rau muống, mình cắt khoảng 2-3 lóng tay rồi mình ghim xuống đất tơi xốp có nước ướt ướt á, khoảng một lóng, còn một lóng thì trồi lên trên chừng 1-2 tầng là mọc nhánh lên như vậy nè. Còn cái này là ngò ôm, ở bên đây miền Bắc California trồng được, mua về ăn xong cái mình ngắt cái gốc giả dưới á, chừng 2 lóng tay ghim vô nước đất có nước á. Ở dưới đây nè, cái thao giữ nước, cái chậu á, rồi xong lấy đồ trùm lại cho có không khí ẩm á thì ngò ôm sẽ tươi tốt lắm. Năm nay trái chanh ngọt quá trời to luôn, tại có ít trái thì trái sẽ to. Trời ơi, cái trái nó bự.
Hai tuần trước á có một cây ớt này có trái à, giờ mấy cây ớt sau này cũng có trái luôn rồi nè. Cà chua cũng có trái luôn mà chưa chín. Thảo có chị ở bên Việt Nam qua cho cái khuôn bánh khọt mà Thảo chưa đổ. Tại lúc này hơi mệt á, không có nấu ăn. Bữa nào ráng ra hái rau vô đổ bánh khọt ăn ha. Đầy đủ rau luôn cô chú anh chị và các em ơi. Cần nước ở đây mắc lắm á. 3 4 đô một phao. Một phao là nửa ký. Cái này mình ăn bánh xèo ngon nè. Cái rau đắng này con ong nó thích cô chú anh chị và các em ơi. Ong nó bay lại nè. Chị có mấy cái bông màu trắng trắng nè. Rau đắng dài quá rồi. Ngày mai nấu cháo rau đắng ăn được á. Đẹp quá ha. Cảm ơn cô chú anh chị và các em đã cùng Thảo và ông xã đi ra vườn nha. Mùa này á có trái cây chín rai rai. Đăng ký ủng hộ gia đình Thảo nha. Thảo Kali. Cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video mới của Thảo. Tạm biệt cô chú anh chị và các em.